Thưa quý vị, tàu hỏa chật bánh là một sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu và an toàn của hành khách. Thế nên tại cùng một vị trí, cùng một mác tàu, tàu hỏa lại bị chật bánh trong 2 ngày liên tiếp thì đúng là một sự cố hy hữu và đáng báo động. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay mùng 7 tháng 8, cũng tại ga Yên Viên, tàu khách SP2 từ Lào Cai về Hà Nội khi chạy với vận tốc 15 km/h trong ga lại bị chật bánh hai toa thứ 13-14. Tại hiện trường thì toa xe thứ 13 bị chật 4 trục về phía bên phải theo hướng tàu chạy và nghiêng 30 độ. Toa xe thứ 14 bị chật 2 trục phía trước về phía bên phải theo hướng tàu chạy. Ngành đường sắt đã phải huy động hàng trăm công nhân khắc phục sự cố để đưa toa tàu bị chật bánh trở lại đường ray. Cầu cứu hộ cỡ lớn được huy động. Đến 11 giờ trưa nay, hai toa tàu mới được đưa về đúng vị trí ban đầu. Được biết sau khi xảy ra sự cố, tàu SP2 đã cắt lại 5 toa xe phía cuối và kéo 12 xe còn lại về ga Hà Nội. Trên hai toa bị lật lúc đó có hơn 200 hành khách. Các hành khách này sau đó đã chuyển lên các toa phía trên và được đưa về ga Hà Nội an toàn. Sự cố không xảy ra trên đường chính tuyến nên không ảnh hưởng ách tắc đường, tuy nhiên ảnh hưởng chậm một số chuyến tàu. Trao đổi với phóng viên VTC, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, khi xảy ra sự cố, tàu chạy với vận tốc 15 km/h. Hiện đơn vị này đã giao cho các bộ phận chuyên môn để phân tích nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.